Huyện Chương Mỹ, Hà Nội có một ca F0 khiến cho hơn 780 người là F1 và F2. Thông tin này là thông tin sai sự thật. Chính quyền địa phương đã phải nhanh chóng bác bỏ. Và trước đó vào đêm ngày 26 tháng 7 cũng tại Hà Nội đã xuất hiện thông tin là có 3.000 chốt kiểm dịch COVID-19 được lập ra vào ngày hôm sau. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phản bác thông tin bịa đặt này. Chiều nay, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết là đã quyết định xử phạt tài khoản đăng tin này 12,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trong khi dịch bệnh thì phức tạp, mọi nguồn lực cao nhất đều để ngăn chặn dịch bệnh. Từ Bắc tới Nam, chính quyền cùng bà con nhân dân đang nâng cao ý thức để đẩy lùi virus SARS-CoV-2. Thì trên mạng lại xuất hiện một thứ virus độc hại không kém, virus tin giả. Mới đây, một tài khoản đăng ảnh kèm bình luận. Một người dân đã phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu do cách thức chống dịch đầy chủ quan phiến diện. Trong khi đó, nạn nhân của vụ tự thiêu vốn bị tâm thần từ năm 19 tuổi và hoàn toàn không mắc COVID-19. Người nhà của anh bức xúc lên tiếng. Cái việc tự thiêu này là không có liên quan gì tới COVID nữa. Khi còn sống là nó rất là hiền lành, nó không có cái gì mà bất mãn gì, tư tưởng gì với ai hết á. Ai cũng thương hết á. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án vì đăng tin sai sự thật. Thời điểm này cũng xuất hiện nhiều tin giả giật gân nhằm tăng tương tác. Tin giả liên quan đến sức khỏe là phổ biến nhất. Chiều nay sẽ phát 7 tấn gạo cho bà con nghèo, 10kg một người ở sau quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang. Thực tế, không có bất cứ ai phát gạo. Tin giả làm bà con tụ tập đông người giữa mùa dịch. Người đăng bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Video chia sẻ. Phương pháp chữa trị COVID-19 tại nhà do bác sĩ Thùy Trang hướng dẫn, 99% sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày. Thu hút gần 3,5 triệu lượt xem, hơn 240.000 lượt chia sẻ. Sở Y tế Lâm Đồng bác thông tin bịa đặt này, còn chủ tài khoản bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Một anh Việt Kiều bị nhiễm coronavirus đã được bác sĩ Mỹ cho dùng Tylenol và đã khỏi vài tuần sau đó. Thực tế, Tylenol cũng chỉ là thuốc chứa acetaminophen như nhiều thuốc thông thường khác có ở Việt Nam. Thế nhưng người đăng lại tranh thủ bán Tylenol với giá cắt cổ 800.000 đồng một hộp. Trong khi cả nước nỗ lực chống dịch COVID-19, người dân lại phải chống chọi với thứ dịch bệnh nguy hiểm không kém, tin giả. Với loại virus này, có lẽ người đọc cũng cần 5K để phòng tránh sự lây lan. Không tin ngay, không nút thích, không thêm thắt, không kích động và không chia sẻ. Và chúng ta cần có một cái đầu tỉnh táo để không chia sẻ những thông tin xấu độc như vậy. Còn về phía cơ quan chức năng cũng đang ra sức để chặn đứng loại virus tin giả này. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi tới công văn 63 tỉnh thành đề nghị tăng cường phát hiện xử lý tin giả, các video clip với thông tin bịa đặt về cuộc chiến chống dịch. Bên cạnh luật, nghị định, thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực phát huy vai trò của Trung tâm xử lý tin giả. Trước đó là Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nâng cao vai trò của người dùng, nhiều giải pháp đồng bộ để mạnh tay xử lý với virus độc hại này. 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng Bộ Thông tin Truyền thông đã xử phạt các cá nhân đưa thông tin sai sự thật với tổng số tiền 177 triệu đồng. 5 tháng đầu năm, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam công bố dán nhãn 37 tin giả. Tổng đài 1800-8108 hướng dẫn người dân về báo tin giả, tiếp nhận gần 2.400 cuộc gọi đến. Phát hiện tin giả ngay tại địa phương, xử lý tại chỗ, hạn chế tối đa tin giả phát tán được cụ thể hóa trong công văn của Bộ Thông tin Truyền thông gửi các tỉnh, thành phố cuối tháng 7 vừa qua. Đây cũng là điểm mới trong Nghị định 72 về đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Internet. Địa phương bây giờ phải trang bị công nghệ, trang bị những cái công cụ để mà phát hiện kịp thời, truy tìm được những cái đối tượng mà phát tán những cái nội dung vi phạm và xử lý tại chỗ. Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi người tung tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội có thể xử lý hình sự với mức phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để tăng tính răn đe, cần hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với những cá nhân, tổ chức chịu ảnh hưởng từ những thông tin sai sự thật. Trên thực tế, những cá nhân, tổ chức khi mà bị thiệt hại thì cái việc khởi kiện ra tòa án hay là các cái yêu cầu bồi thường thiệt hại tại tòa án thì rất khó để thực hiện, bởi vì phải chứng minh. Đấy, thì cái này thì chúng ta cần phải hoàn thiện pháp luật, đặc biệt là về pháp luật dân sự. Hiện Google và Facebook đã đồng ý ngăn chặn, gỡ bỏ rất nhiều thông tin vi phạm pháp luật của Việt Nam. Tất cả những cái nền tảng xuyên biên giới lớn thì họ đều
cung cấp những cái cơ chế riêng để mà trao đổi 24/7 đối với những cái yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông. Thì như vậy là chúng ta đã xây dựng được một cái nền tảng rất là tốt để cho cái việc phối hợp phát hiện rồi xử lý trên những cái nền tảng xuyên biên giới. Trong cuộc chiến chống tin giả, mỗi người dùng mạng xã hội cần trở thành người đọc thông thái, người chia sẻ thông tin có trách nhiệm. Nếu không, có ngày, chính gia đình và người thân lại trở thành nạn nhân từ những cú click chuột vô tình hay cố ý của họ. Vâng, nhà nước thì có quy định rất cụ thể rồi. Tung tin thất thiệt có thể ngồi bóc lịch tới 7 năm, tức là 2.555 ngày ở trong tù. Vì thế trước khi đưa thông tin gì thì phải kiểm chứng cẩn thận, đầy đủ, rõ ràng. Nhiều người cứ viện lý do là Facebook của tôi thì tôi đưa thông tin gì là quyền của tôi. Nó chưa đủ đâu ạ. Tin bịa đặt rồi làm xôn xao dư luận, làm mọi người hiểu lầm thì trách nhiệm của họ đối với gia đình, với khu phố, rồi cả địa phương và của đất nước nữa. Thế thì phải xử lý thôi. Trên các kênh truyền thông, các cơ quan báo chí cũng vào cuộc để phản bác những thông tin này, góp phần tích cực ngăn chặn tin giả, tăng cường sự tin cậy của người đọc vào báo chí chính thống. Ai đang âm mưu? Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ra đời ngay khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin kích động gây chia rẽ về đoàn sinh viên tình nguyện Hải Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, nó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang báo khác, kịp thời định hướng dư luận. Rất nhiều bài viết như vậy xuất hiện trong chuyên mục Nhật ký đối mặt, được tòa báo thiết lập ngay từ đầu mùa dịch, đấu tranh trực diện với tin giả, tin đồn thất thiệt. Nhóm phóng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chúng tôi thì nó hàng ngày nó như một cái cần ra để mà theo dõi thông tin. Thì các đồng chí bà con lãnh đạo và chúng tôi sẵn sàng có những phương án và xử lý cái tin giả. Báo Đại Đoàn Kết có chuyên mục được yêu thích nổi bật lâu nay là Góc Nhìn, cũng dành 70% thời lượng để phân tích chuyên sâu về tình hình chống dịch. Từ những quyết sách của chính phủ đến hướng dẫn phòng dịch, tâm tư của người dân được phản ánh kịp thời, chính xác với phương châm lấy tin thật đẩy lùi tin giả, hoa thơm đẩy lùi cỏ dại. Phải thường xuyên liên tục đưa những cái thông tin chính thống và phải thật sự kịp thời, tham khảo những đồng nghiệp, tham khảo cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là các chuyên gia về từng lĩnh vực để tìm hiểu thông tin chính xác. Trong đại dịch, các nhà báo đã thức cùng dòng chảy tin tức. Nhờ có thông tin chính thống kịp thời, người dân đã bình tĩnh hơn nhiều so với các đợt dịch trước. Lượng bạn đọc tìm đến các kênh báo chính thống tăng trung bình từ 30 đến 50%. Sự vào cuộc của báo chí một cách nhanh chóng, toàn diện đã thực sự tạo ra một cái sự khác biệt mang tính định hướng. Thì đây là lợi thế rất là lớn của cơ báo chí mà có những lúc chúng ta cũng đã tưởng chừng là người dùng chạy hết lên trên các nền tảng khác. Giờ đây, độc giả không còn lạ lẫm với các trang fanpage hay ứng dụng mobile của nhiều tờ báo lớn. Chỉ một cái chạm tay là đã chạm được vào nguồn tin đáng tin cậy. Công nghệ đang tiếp sức cho báo chí chân chính giành lại thế thượng phong trong cuộc chiến chống tin giả trên mạng xã hội, dù chặng đường còn nhiều gian nan.